Chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Panama và đội tuyển Mỹ. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng ở đấu trường Cup 3 America 2024 và trận này sẽ được diễn ra vào lúc 5 giờ sáng ngày 28 tháng 6 và theo đánh giá thì đội tuyển Mỹ sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Panama với mức kèo là 1,25, mức kèo cũng có thể tăng 1,5 và hạ xuống còn một trái, mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Tỷ kèo biến động trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận này. 5 lần gặp nhau gần nhất của đội tuyển Panama và đội tuyển Mỹ thì đội tuyển Panama thắng 1, hòa 1 và để thua 3 trước đội tuyển Mỹ. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Panama thì Panama thắng 2 và thua 3. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Mỹ thì tuyển Mỹ thắng 3, hòa 1 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo như thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Mỹ nha. Tuy nhiên thì sẽ lựa cái mức kèo phụ cho nó an toàn hơn, mặc dù bạc hơi thấp, đó là đội tuyển Mỹ chấp một trái thôi. Vì sao? Thứ nhất, nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại thì đội tuyển Mỹ đang được đánh giá là từ ngang ngửa đến nhỉnh hơn đội tuyển Panama đôi chút. Thứ hai nữa thì đội tuyển Mỹ có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu của hai đội ở những lượt trận gần đây thì thậm chí là tuyển Mỹ cũng còn đang áp đảo hơn so với đội tuyển Panama. Những lần mà đối đầu với tuyển Panama trên sân nhà của mình thì đa phần tuyển Mỹ đều có chiến thắng, và ở lượt trận này tiếp tục gặp lại Panama với lực lượng hầu như là mạnh nhất và phong độ đang cực kỳ ổn định thì với mức kèo này mình dự đoán là chắc cũng không làm khó được đội tuyển Mỹ đâu. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn đội tuyển Mỹ chấp nha. Mức tài xỉu là 2,5, 2,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội đa phần là có từ 3 hoặc 4 bàn trở lên. Và ở những lượt trận gần đây nhất, cả đội tuyển Panama lẫn tuyển Mỹ đang có hiệu suất ghi bàn cũng đều đặn. Dự đoán cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn và sẽ tiếp tục có nhiều bàn thắng được ghi, có thể là 3-0 hoặc 3-1 nghiêng về cho tuyển Mỹ trận này. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo tài nha. Ở mức hiệp 1, mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1 trái. Dự đoán hiệp 1 với mọi thứ đang vượt trội hơn thì tuyển Mỹ họ sẽ chơi chắc chiêu cơ hội và có 1 hoặc 2 bàn dẫn trước ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn tuyển Mỹ chấp nha. Và canh tài hiệp 1 còn dưới 1 thì vào. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn đội tuyển Mỹ và tài ở hiệp 1 cũng vậy. Chúc các bạn may mắn.